Kính thưa các bạn, hôm nay nhân dịp sinh nhật của chú Lôi. Chú Lôi gửi lời chào đến 8888 thành viên kiên hội đi. Chỉ cần im lặng gì có thể coi là... Và Tú Ma. Mã Tú. Thú Ma sẽ nhảy một giai điệu trên nền nhạc của một ca sĩ da đen gì đó không biết. Xin mời Thú Ma bắt đầu action. Đúng, dám lừa 8000 khán giả ta. Bây giờ mời dám lừa 8000 khán giả luôn. Động tác mà Tú Ma đã học được trong thời kỳ đi lính. Mỗi sáng ra thay vì người ta chùi súng, chùi lựu đạn thì Tú Ma lại nhảy với động tác như thế này. Đó chính là lý do mà người ta đi 1 năm rưỡi và Tú Ma đi 3 năm. Trong đó có điệu belly dance nữa. Đổi nhạc rồi Tú Ma. Đổi góc quay. Đừng quay. Nuốt luôn, đúng đi gối. Nuốt lâu lắm, nhét lên cho lẹ. Đợi góc máy tiếp. Dám sexy show luôn. Dễ quá, chủ đích. Và chúng tôi hy vọng là sau khi tung clip này lên mạng, hy vọng sẽ nhận được đúng một lượt like của chủ nhân. Ngay cả chủ nhân mà còn không like nữa thì chúng tôi cũng không biết clip này sẽ đi đâu về đâu. Mất dạy quá. Xin lỗi cho anh. Những lần trước chúng tôi tung lên mạng đều do hắn like cả. Không ai like hết. Và clip này là kết thúc.